Con làm được bởi vì con rất yêu mẹ con rất thương mẹ con. Thế à, được, vậy ta sẽ chỉ cho con nhé. Con sẽ phải đi vào tận rừng sâu trong kia. Trong đấy sẽ có một bông hoa trắng muốt. Trên bông hoa đó có bao nhiêu cánh thì mẹ con sẽ sống được bấy nhiêu ngày. Con có đi được không? Được. Con đi đâu mấy ngày hôm nay vậy? Con đi tìm bông hoa có khỏe để kiếm cây. Mẹ cảm ơn con đúng là đứa con hiếu thảo của mẹ. Nhờ có con tìm được bông hoa mà mẹ đã khỏe trở lại rồi. Cảm ơn con. Mẹ đỡ rồi con ạ, con yên tâm nhé, mẹ sẽ đỡ thôi, rồi mẹ sẽ đi làm kiếm tiền cho con nhé. Mẹ cứ yên tâm đi, mẹ sẽ khỏi ngay. Ừ đúng rồi, mẹ sẽ khỏi bởi vì mẹ có một cô con gái rất là ngoan và thương mẹ mà nhé. Ừ. Con ơi, con đi ra vườn hái rau đi nhé. Mình thì không có tiền để đi mua thuốc cho mẹ. Con ơi, vì sao con buồn thế? Mẹ con đang ốm, con không có cái gì để cho mẹ khỏi ốm hết. Con đưa mẹ con đi bác sĩ. Con không có tiền. Vậy à? Bây giờ ta sẽ chỉ cho con một cách, nhưng mà đi rất là gian khổ, con có đi được không? Con sẽ chấp nhận, con sẽ đi. Ừ, con sẽ phải đi vào rừng rất là xa, con sẽ phải đi qua sông, qua suối. Con có đi được không? Con làm được bởi vì con rất yêu mẹ con rất thương mẹ con. Thế à, được, vậy ta sẽ chỉ cho con nhé. Con sẽ phải đi vào tận rừng sâu trong kia. Trong đấy sẽ có một bông hoa trắng muốt. Trên bông hoa đó có bao nhiêu cánh thì mẹ con sẽ sống được bấy nhiêu ngày. Con có đi được không? Được. Vậy con đi nhá, con đi sờ vào rừng nhá. Con đi phải rất là cẩn thận đấy, biết chưa? Con cảm ơn bà. Mẹ ơi, con nhất định con sẽ mang bông hoa đến với con sẽ cứu mẹ. Mấy ngày hôm nay vậy? Mẹ đi tìm bông hoa có khỏe để kiếm cây. Mẹ cảm ơn con đúng là đứa con hiếu thảo của mẹ. Nhờ có con tìm được bông hoa mà mẹ đã khỏe trở lại rồi. Cảm ơn con. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe.